Xin chào các bạn, và hôm nay chúng và mình và bạn Tôm Tiết TV cùng bạn Khánh Nhân sẽ chơi trò con ếch nhé. Răng cá sấu, răng cá sấu, đây là con cá sấu. Con cá sấu trong răng rồi. Ghê chưa? Wow. Rồi nè, mình chơi con cá sấu này nè. Mình sẽ để nó vào đây nhá. Nào. Rồi, bây giờ ngân ấn một răng đi. Ấn ấn một thân, lấy một ngón tay thôi nào, ấn một răng thôi. Rồi, từ 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 đến được cậu. Rồi. Ừ, từ từ đến được cậu đó. What? Làm mình kia lại nào. Rồi. 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 Thôi, từng cái một thôi. Rồi. Vâng, bạn anh người ta bị cắn vào tay, chúng ta đang làm một đều đúng không? Nào, mình chưa chơi tiếp nào, ấn từng cái một thôi nào. Ai ấn trước? Rồi, ấn trước. Rồi. 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 Con ấn đi, xem nào con ấn. Một cái thôi. Nào mình chơi con ếch một tí nữa. Không chơi con ếch nữa. Chơi con chó. Chơi con chó đi. Chơi con chó hả? Ok. Rồi, à, còn có con chó này nữa.